Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với series review supplement ha. Và mình là Trí, là nhân viên của supplement, đại lý và độc quyền của BBT tại Thủ Đức. Thì hôm nay mình sẽ gọi là giống như là giải đáp nên sử dụng sản phẩm nào, Trufit hay Lean Body. Đó, đây là hai sản phẩm bữa ăn thay thế gọi là đình đám nhất của nhà BBT. Thì hôm nay mình xin lấy hai ông hoàng này ra để so sánh và cũng như là cho mọi người một cái cách nhìn trọn vẹn hơn về hai sản phẩm này. Rồi, ok, tiếp vào luôn. Thì đối với mình mình thích Trufit hơn. Đó, đối với mình thích Trufit, tức là mình thích Trufit chứ không phải là mình sẽ ý là mình nói mình thích Trufit không hẳn là mình sẽ sử dụng Trufit thôi, mà mình không sử dụng Lean Body ha. Thì Trufit nó có cái gì mà đặc biệt? Thì mình sẽ so sánh với lại Lean Body. Và Lean Body cũng có cái gì đặc biệt luôn, mình sẽ phô ra những cái gì mà đặc biệt nhất gọi là thế mạnh nhất của cái sản phẩm cho mọi người thấy, để mọi người dễ dàng chọn lựa cái sản phẩm và sử dụng với đúng cái mục đích của mình hơn. Rồi, mình sẽ đi trước vào cái Trufit. Thì Trufit á, trước tiên là mình sẽ cho các bạn xem là trên bao bì của nó ghi cái gì. Thì là 25g protein, whey protein đến từ bò ăn cỏ nè. Thì bò ăn cỏ nó có gì đặc biệt? Thì cái bò ăn cỏ thì nó sẽ khác với một số sữa bò thường, là ở chỗ là nó sẽ đảm bảo là bò đó là chăn thả tự nhiên, cái nguồn sữa của nó không bị nhiễm những cái gọi là những cái chất đi kèm từ con bò đi theo, ví dụ như là những hormone đó, những cái hormone ví dụ như IGF-1 này, hay là những hormone tăng trưởng của con bò trong quá trình nuôi dưỡng công nghiệp, thì nó sẽ làm cho cái chất lượng sữa của nó không tốt. Và từ đó chúng ta khi mình sử dụng whey, hay là những đối tượng khác ví dụ như người lớn tuổi họ sử dụng whey, họ hay bị nổi mụn nè, họ bị đầy hơi, trứng bụng khó tiêu hay là gì đó, vân vân và vân vân, bị tuyến bã nhờn hay là vân vân. Đa phần nó đến từ cái nguồn sữa bò nó không được chất lượng. Thì đây nó đảm bảo cho mọi người 25g protein đến từ sữa bò ăn cỏ chăn thả tự nhiên, không hóc môn, không hóc môn tăng trưởng ha mọi người ha. Rồi tiếp theo là 12 cái nguồn tinh bột của nó, và cái nguồn chất béo chất xơ này kia nó đến từ 12 loại rau củ hàng ngày của chúng ta. Đó, rất là tự nhiên và chuẩn organic luôn nha mọi người. Vì đây là điểm mạnh của sản phẩm. Đó, đây là cái điểm mạnh sản phẩm. Rồi tiếp theo đó là 8g chất xơ. Đó, 12 loại rau củ tự nhiên hàng ngày của chúng ta nó mang, và không những nó mang đến chất, không những nó mang cho chúng ta là nguồn tinh bột sạch nè, và cũng là cái nguồn chất xơ rất là giàu chất xơ ha mọi người ha. Để mình lọt cái label mình đọc cho mọi người nghe luôn. Thì trong sản phẩm này tổng lượng chất xơ là 14g. Đó là tổng lượng carbohydrate, tức là tinh bột, là 14g, nhưng trong đó có đến 8g chất xơ. Bạn tin không? Nó hơn 50% là chất xơ. Một sản phẩm nha các bạn, một cái sản phẩm mà bữa ăn thay thế mà 14g tinh bột mà đến 8g chất xơ, nó hơn 50% đến từ chất xơ. Bạn thấy một cái nguồn tinh bột quá chất lượng. Đó, nên là bạn thấy 12 nguồn rau củ nó quá hợp lý đi. 8g chất xơ nó quá hợp lý đi. Không những vậy, nó 12 nguồn rau củ nó còn mang cho bạn rất là nhiều các vitamin khoáng chất mà trên label họ cũng có ghi ở đây. Mọi người ha, rất nhiều vitamin khoáng chất giúp cho cơ thể chúng ta khỏe từ trong ra ngoài. Rồi, tiếp theo và tăng cường đề kháng nữa ha mọi người ha. Rồi, tiếp theo. Đó là 3.5g chất béo tốt. Thì chất béo tốt này đến từ đâu? Đó là quả bơ nha mọi người. Thì chất béo này đến từ quả bơ. Thì mọi người biết rồi, chất béo đến từ quả bơ rất là giàu chất béo tốt này. Toàn là chất béo không bão hòa thôi. Thì chất béo này nó sẽ hỗ trợ chúng ta về da, tóc, gọi là cơ bắp chúng ta cũng được trơn tru hơn, phục hồi nhanh hơn, và phục vụ cho chúng ta ở nhiều cái mục đích khác, ví dụ xương khớp cũng được này ha mọi người ha. Rồi tiếp theo là 1 tỷ lợi khuẩn. Thì 1 tỷ lợi khuẩn có gì đặc biệt không? Thì 1 tỷ lợi khuẩn này nó giúp chúng ta bảo vệ được cái đường ruột của chúng ta, chống ung thư đường ruột nè, duy trì sức khỏe đường ruột nè, từ đó chúng ta sẽ hấp thu dinh dưỡng một cách tốt hơn nè. Đó, cho chúng ta một cái hệ tiêu hóa vững mạnh hơn, chống lại các gọi là cái mầm bệnh mà ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa chúng ta ha mọi người ha. Thì cái sản phẩm này là một bữa ăn thay thế mà dành cho rất là nhiều đối tượng ha, đến từ người già nè, trẻ em nè, người lớn tuổi nè, ông bà cha mẹ anh chị em của chúng ta ai cũng có thể sử dụng được, và sử dụng mọi lúc mọi nơi ha mọi người ha. Sử dụng gọi là rất là tiện lợi, bởi vì chúng ta pha ngay và mình lắc lên và sử dụng ngay thôi. Và hương vị của nó, bột của nó cũng rất là tốt, bột rất là mịn và hương vị cũng rất là thơm ngon. Người lớn tuổi rất là dễ sử dụng ha mọi người ha. Thì đa phần Trufit bên mình bán cho, không phải là gọi như là mình bán cho rất nhiều đối tượng trẻ, nhưng mà cái đối tượng trẻ đó họ không dùng,
họ nghĩ đến gia đình. Họ thường mua về toàn là cho bố mẹ và anh chị em họ dùng thôi, và ông bà cha mẹ họ dùng, và luôn có những cái review, gọi là cái feedback rất là chất lượng, gọi là cảm thấy rất là, gọi là rất là hay, rất là kiểu rất là ý nghĩa với gia đình ha mọi người ha. Nên một sản phẩm TrueFit thế này mình gọi là mình rất là thích ha, mình rất là thích, mình cực kỳ thích. Ok, mình sẽ và mình trong tương lai mình sẽ mua thường xuyên cho gia đình của mình cũng dùng luôn ha mọi người ha. Rồi tiếp theo mình đến với Lean Body. Đó, Lean Body thì trong Lean Body như mình đã review thì ở các video trước là một cái con số, đó là cái lượng protein và cái lượng axit amin cũng như là cái lượng tinh bột của nó cũng nhỉnh hơn rất rất là nhiều so với TrueFit ha mọi người ha. Thì nó cũng là một cái bữa ăn thay thế rất là hoàn chỉnh ha mọi người ha, gọi là một thời gọi là đình đám nhất của nhà BBT. Thì Lean Body nó mang cho bạn 35g protein để phục vụ xây dựng cơ bắp này. Đó, gọi là trong chúng ta big size luôn, mình nhầm, big size không phải là big size mà gọi là giúp chúng ta thay đổi size người, chúng ta gọi là phát triển cơ bắp đó, gia tăng cái size kích thước của chúng ta lên nè. Rồi cái lượng tinh bột trong này nó sẽ giúp cho chúng ta nè có thêm được chất xơ nè, có thêm được tinh bột nè, hỗ trợ chúng ta xây dựng cơ bắp, phục hồi năng lượng và gia tăng sức mạnh cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây rất là giàu các vitamin khoáng chất này, fiber và EFA tức là các axit béo và các chất xơ tốt như mình đã review ở các video trước. Thì Lean Body và gọi là một cái sản phẩm mà không có gì để gọi là chê cả, một cái sản phẩm cực kỳ tốt đến với đối tượng gọi là thích một cái lượng protein lớn nè, đó để xây dựng cơ bắp mạnh mẽ hơn nè, phục hồi cơ bắp sau tập nè, rồi trải dài bữa ăn, thay thế bữa ăn đó, thay thế bữa ăn và thêm vào bữa ăn phụ cho chúng ta để hạn chế được cái lượng calo, giúp chúng ta giảm mỡ nè, hỗ trợ giảm mỡ nè, hỗ trợ thay thế bữa ăn nè, từ đó giúp chúng ta phải đỡ lăn tăn hơn và những cái bữa ăn mà chúng ta bị thiếu, ví dụ chúng ta đi làm chúng ta không kịp cái thời điểm mà chúng ta không có thời điểm chúng ta chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta, thì Lean Body sẽ là một người bạn cứu cánh cho chúng ta trong các cái trường hợp mà chúng ta không có bữa ăn đó, chúng ta không chuẩn bị kịp bữa ăn mà sợ là sẽ đi ăn ngoài rồi chúng ta bị dư thừa calo rồi chất dinh dưỡng không đầy đủ, thì Lean Body là một cái tên mà chúng ta sẽ cái tên gọi là được sướng lên trong những cái trường hợp đó ha mọi người ha. Thì ok, thì hai sản phẩm này mình đã điểm qua thì hai sản phẩm này mình đã so sánh gọi là mỗi cái mình đều phô ra những cái gọi là những cái điểm mạnh của sản phẩm. Thì mọi người nếu mà mọi người còn thắc mắc gì đó, mọi người thắc mắc gì thì mọi người hãy xuống phần link mô tả dưới để tìm hiểu thêm. Còn nếu mà các bạn cần tư vấn trực tiếp thì mọi người hãy vào phần vào inbox với Bay Sam Supplement để mình tư vấn trực tiếp hơn. Còn mọi người mà ở vùng khu vực lân cận đó là quận 9 nè, Thủ Đức nè, mọi người đến 937 Phạm Văn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để mình tư vấn trực tiếp và trải nghiệm sản phẩm ha mọi người ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.